Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một bộ phụ kiện để lắp ráp và cái nguyên lý hoạt động của dàn phơi cảm biến thông minh. Thì với cái hệ thống này mình sử dụng hai cảm biến. Thứ nhất đó là cảm biến mưa hay là cảm biến nước. Thứ hai là cảm biến quang trở hay còn gọi là cảm biến ánh sáng. Bộ phụ kiện để lắp ráp dàn phơi cảm biến này, thứ nhất là bạn chuẩn bị cho một cái động cơ giảm tốc 12V 5A và một cái bô ly đường kính khoảng 5,5 cm. Và đây là công tắc hành trình vào. Công tắc hành trình thứ nhất, khi mà kéo quần áo vào thì bị đập cái công tắc hành trình và khiến cho cái động cơ ngắt hoạt động. Bên này là công tắc hành trình thứ hai, là công tắc hành trình ra. Khi kéo đồ ra thì cái dây căng sẽ kéo cái công tắc hành trình và khiến cho động cơ ngắt. Đây là một cái bộ mạch tích hợp, gồm cả cái tích hợp cho bộ mạch cảm biến mưa và cảm biến quang trở. Và tiếp theo, đây là cái bộ adapter, bộ đối nguồn một chiều 12V. Đây là công tắc nguồn. Và chúng ta giả định cho trường hợp thứ nhất là trời mưa. Chúng ta cho nước mưa vào. Thì mạch chủ điều khiển cho động cơ kéo quần áo vào, chạm vào công tắc hành trình vào, động cơ ngắt. Chúng ta giả định cho khi mà trời nắng và cảm biến khô, không còn nước nữa. Khi cảm biến khô đi thì nó sẽ thông báo về mạch chủ, và mạch chủ sẽ khiến cho cái động cơ kéo ra. Chúng ta đang thấy quần áo sẽ được kéo phơi trở lại, kéo căng cái công tắc hành trình và động cơ ngắt. Chúng ta giả định cho trường hợp mà trời tối, khi chúng ta chưa kịp lấy áo quần vào khi không có ở nhà, thì cảm biến sẽ khiến cho áo quần kéo vào bên trong cái nhà chứa. Và khi trời sáng ra thì quần áo lại được kéo phơi trở ra. Và như vậy là hai cảm biến chúng ta đã hoạt động tốt. Bây giờ giả sử khi trời không tối mà chúng ta muốn điều khiển vào thì chúng ta có một cái remote. Chúng ta bấm remote điều khiển quần áo được kéo vào bên trong nhà chứa. Và khi chúng ta cần đưa ra thì chúng ta sẽ khiển remote sẽ kéo quần áo trở ra. Vâng, như vậy là đây là cái nguyên lý hoạt động của cái dàn phơi cảm biến thông minh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái clip sau. Xin chào và tạm biệt.